chứ không phải là mấy đứa giỏi thông minh là tài. Có những đứa nó nói hay lắm mà nó chém gió, nó họp, nó phát triển bầm bầm, nhưng mà giao việc có làm được gì đâu, có giải quyết vấn đề gì cả. À, cho nên bây giờ chúng ta thấy xuất hiện trong công ty có một nhóm, có công ty nào cũng có một nhóm người rất là giỏi nhưng mà không làm được gì trơn. Tại vì giỏi là giỏi cái gì? Giỏi cái gì? Tài gì? Nó giải quyết vấn đề gì? Và trong xã hội á, người có tài là người thế nào? Trong xã hội thì nhân tài là người có tố chất và khả năng đặc biệt hơn đa số những người bình thường về một công việc hay một nghề nghiệp nào đó. Tức là đầu tiên phải có tố chất, thứ hai nữa là phải biến tố chất đó thành khả năng. Ví dụ tài đá banh, tài vẽ tranh, rồi tài dời một cái nhà mấy ngàn tấn mà nó không sập, nhiều tài lắm,